Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một dự án mới thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vị trí dự án này nó rất gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa nha mọi người. Gần như là nằm cạnh công viên âm nhạc, công viên nước mọi người nha. Và với cái căn nhà này thì giá chào bán rất là hợp lý, chỉ gần suýt soát 2 tỷ thôi. Quý khách hàng đã có thể sở hữu cho mình căn nhà 30m, thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Ở dự án này có đầy đủ hướng Tây Nam, Tây Bắc và hướng Đông Bắc nha quý vị. Giá chào bán như Ngọc Ánh chia sẻ rồi, gần với 2 tỷ. Và với cái dự án này thì quý khách hàng cũng chỉ phải bỏ ra khoảng tầm 6 đến 700 triệu là đã có thể sở hữu rồi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý khách hàng vay trong vòng tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm với lãi suất ưu đãi nhất. Ngọc Ánh hôm nay sẽ quay cụ thể một căn nhà tại vị trí này, với hướng nhà của căn nhà này là hướng Tây Bắc nha mọi người. Mặt tiền của ngôi nhà này là 3,5m và đây là vị trí lô góc hai mặt thoáng. Ngõ trước nhà là 2,2m, cách với trục đường ô tô đi lại chỉ 50m thôi ạ. Đó, cách với trục đường trục chính của phường Yên Nghĩa nó chỉ 50m. Từ vị trí này cách với lại bến xe Yên Nghĩa nó chỉ rơi khoảng tầm 1,2 km. Cách với lại ngã tư Lê Trọng Tấn nó chỉ cũng khoảng tầm 1 km thôi mọi người ơi, rất là gần. Gần với lại chợ này, gần với trường mầm non tiểu học, gần với chợ dân sinh. Từ vị trí này rất thuận tiện đi lên trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, đi lên Thanh Xuân, Khuất Di Tiến, nói chung vô cùng tiện ích. Mời quý khách hàng vào tham quan cụ thể vị trí ngôi nhà cùng em. Với mặt tiền ngôi nhà này là 3,6m, rất là thoáng nha mọi người. Thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Cửa chính của ngôi nhà thì được thiết kế là 2 lớp cửa. Bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây, rất là đẹp. Với căn nhà này, như quý khách hàng nhìn trên hiện trạng video thì chỉ còn một chút nữa về phần dọn dẹp thôi là quý khách hàng có thể dọn đồ về ở ngay. Pháp lý đầy đủ, sổ đỏ chính chủ, bao toàn bộ phí thuế sang tên ngay lập tức nha mọi người. Đây, Ngọc Ánh đang đứng là phần phòng khách của ngôi nhà. Thì với cái hiện trạng về phần gạch lát nền cũng như trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, phần sơn, phần trang trí cho toàn bộ ngôi nhà này gần như đã được hoàn thiện đầy đủ. Còn một chút về cái phần dọn dẹp vệ sinh thôi nha mọi người. Ngọc Ánh xin nhắc lại như thế. Cho nên là Ngọc Ánh hôm nay cứ quay để gửi tới quý khách hàng vị trí nó ngay gần với lại công viên âm nhạc Đô Nghĩa. Đấy, rất là tiện ích. Và với cái phòng khách thiết kế như sau, đầy đủ hệ thống trần thạch cao và cái phần trang trí này. Ở đây chủ đầu tư có lắp đặt luôn một cái chiếc quạt trần nha mọi người ở phần phòng khách đó. Ở đây là cái phần trang trí phòng khách đây, mọi người có thể nhìn luôn giúp em đây này. Đấy, ốp gỗ này và bên trong đây là giả đá nha mọi người nhá. Đấy, và cái kệ để tivi để sẵn ở đây rồi. Gạch lát nền thì kích thước 60-60 và được thiết kế hai màu, màu đen và màu trắng xen kẽ, tối ưu hóa cái diện tích không gian nhà, cũng rất là đẹp nha mọi người, nhìn rất là sang. Đồng thời tầng 1 của ngôi nhà đây, quý khách hàng có thể nhìn thấy tầng 1 được ngăn cách phòng khách và cầu thang. Ở đây thì là một cái vách gỗ CNC khá là hợp lý để vừa là để kệ để đồ này cũng như là để trang trí này đó. Về cái nhà này thì hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được thiết kế đầy đủ rồi nha mọi người. Nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Toàn bộ những cái dự án Ngọc Ánh quay lên nó là xây theo hình thức liền kề. Tuy nhiên thì là tường riêng, móng riêng và cột riêng nha mọi người. Chỉ xây theo hình thức liền kề phân lô thôi mọi người nha. Tiếp theo mời khách hàng vào phía phần phòng bếp đây. Không gian phòng bếp nhỏ xinh xinh với cái diện tích 30m² mà xây dựng 5 tầng thì thực ra là không thể chia được riêng phòng bếp hẳn một ô và phòng khách một ô mọi người ạ. Cho nên Ngọc Ánh review cũng rất là chân thật. Nhà có như thế nào thì quý khách hàng đến xem nó cũng chỉ được như thế thôi. Cho nên quý khách hàng của em cứ cân nhắc trước khi đi xem, nhờ xem kỹ video được tư vấn luôn thì đi xem cho nó thoải mái nha. Toàn bộ phần tủ bếp của ngôi nhà, cái ngôi nhà này tủ bếp được thiết kế toàn bộ là gỗ an cường nha mọi người. Đấy, chống cong vênh mối mọt. Kể cả là gỗ công nghiệp thì cũng sử dụng thoải mái, bởi vì bây giờ cái chất lượng ở trên thị trường thì đều là cạnh tranh. Cho nên là toàn bộ là những cái chất liệu hoàn thiện nên ngôi nhà này nó không phải là quá tầm trung nha mọi người. Nói là cao cấp hẳn thì thực ra không phải, nhưng mà đủ đáp ứng công năng cho quý khách hàng sử dụng. Và cái chất liệu thì nói hoàn toàn là cũng rất là yên tâm. Toàn bộ mặt bếp của ngôi nhà thì được ốp đá granite nha mọi người. Đây,
rất là đẹp. Xung quanh bếp thì là ốp gạch 30-60. Đấy, rất là phù hợp với các chị em nội trợ mà khi dọn dẹp, lau chùi. Phần phòng bếp đã được lắp đầy đủ phụ kiện bếp. Đấy, chậu rửa bát cũng như vòi rửa này. Mọi người có thể nhìn thấy đây, rất là đẹp. Toàn bộ là thiết kế chất liệu inox 304. Tầng 1 của ngôi nhà nhỏ xinh thế thôi nhưng mà vẫn còn một nhà vệ sinh nữa nha mọi người. Vẫn còn một nhà vệ sinh ở phía dưới tầng 1 nữa. Đầy đủ về hệ thống bồn cầu, vòi chậu, vòi xịt và hệ thống máy bơm nước tự động lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thì được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha mọi người nha. Đây. Khá là xinh đúng không ạ? 5 tầng cơ mà. Phần tay vịn cầu thang đây, quý khách hàng có thể nhìn thực tế giúp Ngọc Ánh. Từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 toàn bộ là thiết kế là gỗ lim. Và mặt bậc của bậc cầu thang toàn bộ là ốp đá tự nhiên nha mọi người. Rồi tiếp theo mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này 5 tầng thiết kế như thế nào nhé. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ rất là rộng và một phòng vệ sinh. Ngọc Ánh xin mời mọi người vào phía phòng ngủ cùng em. Với cái phòng ngủ này thì như Ngọc Ánh chia sẻ ngay từ ban đầu, cái lô Ngọc Ánh đang quay là lô góc mọi người nha, vị trí là lô góc. Cho nên đây mọi người có thể nhìn thấy này, lô góc hai mặt thoáng, mở được cửa sổ, tối ưu hết cái không gian phòng cũng như là cái diện tích ở phía trên tầng 2 này thì nó sẽ rộng hơn so với tầng 1. Bởi vì từ trên tầng 2 là có xây đua ra rộng hơn một chút nha mọi người. Từ trên tầng 2 nó phải lên khoảng tầm mấy mét vuông nữa. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Rất là đẹp nữa. Đấy đúng không ạ? Trên tầng 2 này thì là chủ đầu tư toàn bộ đã lát sàn gỗ công nghiệp cho mình. Đó. Tất cả các phòng đều có đầy đủ ánh sáng, cửa sổ hướng ra phía bên ngoài để lấy thoáng vào phía bên trong. Và tất cả các cửa sổ như quý khách hàng nhìn thấy đều được thiết kế hai lớp cửa. Bên ngoài là cửa nhôm Việt Pháp và bên trong là sắt sơn tĩnh điện, vừa đảm bảo an ninh an toàn cho ngôi nhà mà vừa tạo cái không gian thoáng cho cái căn phòng này. Đồng thời thì tất cả các phòng đều có đầy đủ ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa nha mọi người. Mọi người chỉ việc mua đồ về và lắp đặt để sử dụng thôi, về ở ngay lập tức mọi người ạ. Đó, rất là tiện. 5 tầng thiết kế như thế nào, hợp lý hay không? Thường thường như quý khách hàng, một số khách hàng của Ngọc Ánh chia sẻ 30m thì chắc nó bé lắm. Đây 30m đây quý khách hàng ạ, 30m mọi người có thể thấy thiết kế tối ưu công năng sử dụng cho từng tầng luôn và đáp ứng đầy đủ cho một hộ gia đình sinh hoạt nhé. Tầng 2 cũng được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện rồi. Đấy, phòng ngủ thì vô cùng lớn. Với cái phòng ngủ này nó phải rơi tầm 15m² đấy mọi người ạ. Đó. Rất là thoáng, vuông vắn, rất là dễ kê đồ đạc cũng như là cái đồ nội thất ở bên trong căn phòng này. Quá là hợp lý luôn. Cửa thông phòng thì được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đấy. Với căn nhà này, ngõ trước nhà rất là rộng, cách với trục đường chính ô tô đi rất là gần, gần như là nằm cạnh chợ dân sinh, rồi là trường mầm non cấp 1, cấp 2 nó rất là tiện lợi đi lại, gần với lại bến xe Yên Nghĩa, rất là phù hợp với lại các quý phụ huynh mà có con em đang đi học hoặc đi làm ở cái khu vực ở trên này mà phía Tây Hà Nội nha mọi người. Rất là tiện ích. Đấy, Ngọc Ánh xin nhắc lại, rất tiện ích. Gần bến xe là đã là tiện rồi, gần với lại trung tâm đi lại, gần với lại cái tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài. Đấy, Ngọc Ánh xin nhắc lại nha. À, phần ở ngoài này, ở phía hành lang là có một nhà vệ sinh nữa nha mọi người. Tuy nhiên thì nhà vệ sinh này hiện tại đang là khóa. Ngọc Ánh xin mời quý khách hàng lên trên phía tầng 3 để khám phá tầng 3 của ngôi nhà này nha. Với phòng ngủ tầng 3 mọi người ạ, nó được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm một phòng ngủ lớn và một phòng vệ sinh. Tầng 3 cũng được lát sàn gỗ. Đấy. Trên này lại còn cả 4 cái cửa sổ nhỏ xinh nha mọi người, mở ra rất là thoáng đây. Đấy. Rất là thoáng. Với những cái lô góc này thì là quý khách hàng sẽ rất là thích. Nó thoáng hai mặt. Đó, quý khách hàng nhìn thấy không? Phòng thì rất là rộng, kê đồ đạc rất là thoải mái, rất là tiện. Vị trí ngôi nhà thì vô cùng hợp lý. Vị trí cụ thể thì nó thuộc tủ dân phố 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông nha mọi người. Rất là tiện lợi đi lại, tiện sinh hoạt. Nó nằm ngay gần với lại, gần như là cạnh công viên âm nhạc, cạnh với lại khu đô thị Đô Nghĩa. Cho nên là quý khách hàng được hưởng gần như toàn bộ cái
những cái mà tiện ích nội khu mà cái khu đô thị đô nghĩa mang lại cho quý khách hàng, ví dụ như tập thể dục cũng như là những cái mà xung quanh về đường xá mọi thứ này thì mình đều được hưởng, đều được tận dụng theo. Tiếp theo, mời quý khách hàng lên trên phía tầng 4. Và quý vị ơi, với cái tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế giống tương tự như tầng 2, tầng 3. Như vậy là trên tầng 4 này, như vậy là toàn bộ căn nhà này là đã có 3 phòng ngủ lớn riêng biệt rồi nha mọi người. Với cái thiết kế có rất nhiều quý khách hàng chia sẻ với Ngọc Ánh là thích một tầng chia 2 phòng cũng khá là hợp lý mọi người ạ. Nhưng với điều kiện là cái diện tích nó phải rộng một chút thì 2 phòng ngủ nó sẽ đều nhau và cũng như là cái 2 phòng ngủ đấy nó rộng. Nhưng mà cũng có những khách hàng chia sẻ với Ngọc Ánh rằng thích một tầng một phòng thì đây là cái căn phòng, đây là cái căn nhà rất là lý tưởng để cho những quý khách hàng nào mà đang tìm một tầng một phòng cảm nhận. Đấy, mọi người có thể cảm nhận ở trên video luôn. Thật ra Ngọc Ánh quay nó rất là chuẩn nha mọi người, có sao thì nói thế thôi. Bởi vì có rất nhiều quý khách hàng đã mua của Ngọc Ánh và cũng cảm nhận rằng đấy là thật. Và quý khách hàng có thể nhìn đấy, Ngọc Ánh review từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà. Quý khách hàng đến xem giống hệt như trên video luôn. Đấy, rất rộng, rất thoáng, 3 phòng ngủ lớn rồi. Nếu như mà vợ chồng trẻ chỉ có 2 vợ chồng, 2 đứa con và ví dụ như có ông bà nội ngoại lên nữa thì vẫn vô cùng hợp lý nha mọi người. Phần cuối cùng đó là tầng 5 của ngôi nhà. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 5. Với tầng 5 của ngôi nhà thiết kế như thế nào ạ? Ở trên phía tầng 5 đây mọi người có thể nhìn thấy giúp em một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng cũng như không khí xuống cái khu vực cầu thang. Đây mọi người có thể nhìn thấy ở phía cầu thang nó rất là sáng nha. Đấy, tay vịn cầu thang này từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 đều toàn bộ là chất liệu gỗ lim nha. Và tầng 5 của ngôi nhà thiết kế như sau, gồm một phòng thờ và một sân phơi nha quý vị. Thì ở đây chính là phần để máy giặt, để máy giặt ở trong nhà nha mọi người, để tránh ví dụ để ra bên ngoài thì nó nóng mà nó bị máy giặt thì nó là đồ nhựa mà. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Nói chung Ngọc Ánh thì chia sẻ là phòng thờ nhưng mà tùy quý khách hàng sử dụng, mục đích của mỗi người là khác nhau. Có thể làm phòng làm việc, có thể làm phòng thờ, bởi một số khách hàng mà không quá quan trọng về phải có cái phòng thờ riêng chẳng hạn thì có thể thờ bên dưới tầng 1. Và đây là tận dụng toàn bộ một cái phòng nữa, coi như là cái nhà này có 4 phòng riêng biệt nha mọi người. Và chỉ riêng tầng 5 này thì chủ đầu tư không lát sàn gỗ, thay thế vào đấy là lát gạch kích thước 60-60 giả gỗ nha. Còn đồng thời thì là vẫn cứ đầy đủ về cái cửa sổ thoáng cho mình. Đó, quý khách hàng có thể nhìn thấy rất đầy đủ 4 phòng riêng biệt, tầng 2, tầng 3, tầng 4 đó, và tầng 5 mọi người nha. 4 phòng riêng biệt cơ, không phải là 3 nữa rồi. Phần còn lại đây chính là phần sân phơi. Vị trí Ngọc Ánh quay như Ngọc Ánh chia sẻ rồi, hướng nhà gần như là đủ hướng nha quý vị, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Cho nên quý khách hàng nào mà đang cân nhắc về hướng thì yên tâm, bên Ngọc Ánh chia sẻ đầy đủ hướng cho quý khách hàng lựa chọn. Và đây, đây là phần để giặt rũ các thứ ở bên ngoài mọi người nha. Còn đây là phần sân phơi, vô cùng thoáng. Vị trí thì Ngọc Ánh nhắc lại với mọi người, thuộc tổ dân phố 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với cái giá chào bán gần như là gần với 2 tỷ và nhỉnh 2 tỷ một chút thôi. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041444. Bên em còn một kho hàng cho quý khách hàng lựa chọn, vậy nên nhớ gọi điện ngay cho em theo số điện thoại em vừa đọc nha. Quý khách hàng nhớ bấm vào đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tốt nhất tới quý khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.